Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh đồ lót 12 giờ. Chúng tôi chuyên bán các mặt hàng thời trang, váy đầm, công sở và các mặt hàng thời trang khác. Đồ lót là món đồ không thể thiếu trong tủ quần áo của chị em phụ nữ. Chị em thường truyền tay nhau, chồng có thể thiếu nhưng không thể thiếu đi đồ lót được. Một số khác thì cho rằng, nếu ra đường mà không có đồ lót, chẳng khác nào không mặc đồ cả. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các loại áo ngực, đa dạng về màu sắc, mẫu mã, từ những mẫu áo ngực mút dày đến mút mỏng, không gọng đến có gọng, những mẫu thiết kế trơn đến những mẫu thiết kế riêng, những mẫu dành riêng cho người mập đến những mẫu dành riêng cho người gầy. Và những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực lép cũng có những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực khủng. Và khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những mẫu ưng ý, sẽ tùy vào kiểu dáng và kích cỡ vòng một của mình mà chọn cho mình những chiếc áo ngực ưng ý nhất. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, dù trẻ trung hay lớn tuổi, dù xinh đẹp hay xấu xí, dù gầy hay ốm, thậm chí ngay cả đối với những người đàn ông hiện đại, thì đồ lót là món đồ không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Đồ lót là lốp đệm cho vỉ ngồi phong cách của bạn, là vỉ ngồi cho phong cách ăn mặc thời thượng của bạn, khởi đầu cho việc bạn cảm thấy thoải mái trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vì vậy, chúng ta không nên đánh giá thấp tầm quan trọng của đồ lót, vì chúng sẽ quyết định hình dáng cơ thể của bạn đẹp hơn hay xấu đi, tùy vào kiểu dáng đồ lót mà bạn chọn. Đã bao giờ bạn bị nói rằng bạn đang mặc một chiếc áo lót không đúng kích cỡ chưa? Cách chọn đồ lót dành cho bạn gái. Bạn phải biết rằng đồ lót vừa vặn sẽ có phần cúp ngực ôm trọn bầu ngực mà không phải thừa hoặc thiếu đi phần no đủ ấy. Đừng vì muốn vòng một trông đầy đặn hơn mà chọn một chiếc áo ngực nhỏ hơn để phần mỡ ngực có thể tràn qua cúp áo nhé. Một chiếc áo lót phù hợp nên được chọn